Mà ngày nay họ sống ở đất nước Việt Nam mà lại khoa môi múa mép để mà chửi bới hạ nhục cái chính quyền Việt Nam như các ông Giám mục uh, uh, Ngô Quang Kiệt, Giám mục Nguyễn Thái Hợp, uh, Linh mục uh, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Linh mục Đặng Hữu Nam, Linh mục Đinh Hữu Thoại, Linh mục uh, Nguyễn Duy Tân, Linh mục Nguyễn Đình Thục, vân vân. Giả thử như một người công dân Việt Nam mà ăn nói thiếu lễ độ và vi phạm chống chính quyền như vậy thì liệu pháp luật chúng mình có tha không mà tại sao những cái người như vậy có chức sắc có uy quyền đối với lại một nhóm giáo dân như vậy có hại cho đất nước như vậy mà chúng ta lại không xử lý công bằng giống như là xử lý những người công dân Việt Nam thường kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả đây là phần thứ ba nói về trường quốc tế SNA Marianapolis ở biên hòa campus cũng như các lần trước chúng tôi xin gửi đến các cấp lãnh đạo của chính quyền ở đồng nai và các nhà lãnh đạo giáo dục công giáo đối với ngôi trường này trong hai kỳ trước thì chúng tôi đã vạch rõ nó không phải là hàng đầu và chúng tôi cũng phớt qua những cái từ ngữ mà họ quảng cáo là truyền thống công giáo và chúng tôi đã phân tích cái khẩu hiệu ngôi trường dành cho nhà lãnh đạo tương lai Chúng tôi nhắc lại trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam thì các nhà lãnh đạo của công giáo đã có tội đối với Việt Nam như thế nào? Làm cho nước ta điêu đứng đi vào chiến tranh chống ngoại xâm. Chúng ta thấy họ luôn luôn là không bao giờ từ bỏ cái tham vọng muốn nắm quyền ở Việt Nam. Thì chúng tôi cũng đã kể trong lịch sử như là Tổng đốc Phương, Trần Bá Lộc, Trần Tử Ca huỳnh công tấn tạ văn phụng phê rô trần lục rồi gần đây tổng thống ngô đình diệm rồi những cái gián điệp alexander Roth. và chúng tôi cũng phân tích cái chữ uh, truyền cảm hứng mà uh, trường này đã quảng cáo họ truyền cảm hứng cho các 10, 117 thánh tử đạo của công giáo mà là những người phản quốc ở Việt Nam. Rồi gần đây truyền cảm hứng cho những cái cuộc đòi đất như của ông Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã lãnh đạo. Rồi ở miền Trung thì cũng có ông giám mục Nguyễn Thái Hợp và những linh mục ở dưới quyền giống như là ông Đặng Hữu Nam, Ngô Đình Thục, nhiều lắm những cái cuộc vận động phá phách tranh đấu này nọ chống Phật Mô Sa, dựa vào tranh đấu cho môi trường, yêu cây, yêu cá vân vân. Trong phần này chúng tôi sẽ nói đến tinh thần của Kitô giáo mà trong cái cái bản tin của ngôi trường đã nêu cao. Chúng ta sẽ phân tích tinh thần Kitô giáo như thế nào, lương tâm công giáo như thế nào. Đầu tiên, nó có những cái lý do mà chúng tôi cảm thấy cần phải có một cái đạo luật riêng đối với cái tôn giáo này mà chúng tôi gọi là Kitô La Mã. Thứ nhất, mục đích của cái đạo luật riêng cho Kitô La Mã ở Việt Nam đó là kiểm soát không để cái tôn giáo này xâm phạm vào an ninh quốc gia của Việt Nam. Thứ hai, tại sao chúng ta cần phải có một cái đạo luật riêng? Về hình thức thì Kitô La Mã, tóm gọn là Kitô La Mã Việt Nam trực thuộc À, về quyền lực với quốc gia Vatican ở ở Roma cho nên nó không có giống với bất cứ cái tôn giáo khác ở Việt Nam lý do đó mà mà nó mà chúng ta phải có một cái đạo luật riêng à, đối với cái tôn giáo này à, nó không phải là một cái tôn giáo thực sự không phải là một cái tổ chức tôn giáo thuần túy mà nó là một cái tổ chức chính trị trá hình một cái đế quốc thực dân xâm lược luôn luôn có tham vọng thống trị toàn cầu. Đó, còn bình thường đó thì giáo dân được đến nhà thờ được nhồi sọ những cái chuyện hoang đường, những cái chuyện phép lạ, những cái chuyện vô lý và nhất là họ được nhồi sọ để mà tuân lệnh bề trên của họ và họ tuân lệnh bề trên của họ là linh mục hay là giám mục, còn hơn là tất cả những cái À, quyền lực của chính quyền ở Việt Nam từ trên xuống dưới như quý vị cũng đã thấy chúng tôi không thể mà chỉ riêng ra một ông linh mục nào hay là người nào bởi vì đó là cái cái lối giáo dục của họ đã tạo ra một cái hệ thống à, một cái tổ chức nó như vậy nên là họ vân lệnh cấp trên tuyệt đối do đó đó là một cái điều rất là nguy hiểm một cái nước không có thể có hai vua nhưng mà họ lại tuân phục một cái hệ thống à, quyền lực khác thì đó là một cái nguy hiểm cho cái an ninh của quốc gia Quý vị thấy có phải Có, có, có đồng ý như vậy hay không Đấy. Rồi, Bởi vì khi mà Cần thiết đó, Thì cái triều đình của họ là Ở Vatican đó là sẽ chỉ thị cho các linh mục Các giáo dân sẽ là những tên lính Ở dưới quyền của họ Và họ chỉ đâu thì làm đó Nếu cần thì họ có quyền Họ có thể biến thành những cái tên sát nhân cuồng nhiệt Và có thể họ trở thành những kẻ tử vị đạo Nếu họ không có uh, thỏa mãn được cái mục tiêu nó nguy hiểm như thế đó đó Rồi đối với vấn đề lịch sử đó Thì một chốc nữa chúng tôi cũng sẽ nhờ Giáo sư Nguyễn Minh Quang bổ túc Cho cái phần lịch sử Lịch sử đã chứng minh thì Vatican là Tội đồ đối với nhân dân thế giới Cái bằng chứng là Vatican Đã phải tổ chức một cái buổi lễ long trọng à, Xin lỗi thế giới Bởi vì trước đó ông xin lỗi Từ quốc gia từ quốc gia mà cho tới 94 lành Mà vẫn chưa hết do đó là họ mới cuối cùng Họ mới tổ chức một cái buổi lễ À, xin lỗi thế giới ngày 12 tháng 3 năm 2000. Đó thì còn riêng đối với Việt Nam á, thì từ ngày xâm nhập vào Việt Nam năm 1533 tức là thế kỷ thứ 16 đến nay đó thì họ không bao giờ ngưng tìm cách nắm quyền hoặc là làm chia rẽ nội bộ để mà chia cắt cái đất nước ra như là Đại giáo sư Nguyễn Minh Quang cũng đã trình bày trong lần trước. Và cái uh, cuối cùng trong cái vấn đề mà làm luật riêng đó thì làm như thế nào? thì cũng mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang sẽ nói là đối với những nước Kitô La Mã mà đa số đó như là nước Pháp, nước Anh, nước Mexico đó họ có những cái phương pháp nào để mà cho cho cái thế lực Vatican không có lấn vào trong cái thế quyền của họ và đối với những cái nước mà Kitô La Mã vẫn còn thiểu số tức là những nước mà họ đi đến họ họ cải đạo đó như là nước Nga, nước Trung Hoa, Nhật Bản, Việt và Việt Nam đó Việt Nam thì chúng ta thì chúng ta chưa có cái đối sách, do đó là à, tôi mời giáo sư Nguyễn Minh Quang sẽ nói về những cái đối sách của của người ta đối với cái tổ chức này. À, đó là cái phần đầu và sau đó sau cái phần này thì chúng tôi sẽ nói về như thế nào là tinh thần công giáo và lương tâm công giáo thì đó là cái phần thứ hai đi sau. Bây giờ trở lại cái phần thứ nhất tôi để tôi giới thiệu cho giáo sư Nguyễn Minh Quang nói về cái à, lịch sử của Vatican. Tại sao mà tôi gọi là tội đồ của nhân dân thế giới và đối với Việt Nam thì sẽ hai phần đó xin mời giáo sư Nguyễn Minh Quang. À, hân hạnh xin, kính chào quý vị độc giả. Hôm nay lại hân hạnh được lại quý vị khán thính giả. À, thưa quý vị, bây giờ ban biên tập có giới thiệu tôi nói về vấn đề lịch sử. Tôi xin nói tổng quát là cái tội ác của cái La mã đối với thế giới thì quý tôi đã nói nhiều nhưng mà xin hôm nay xin tóm lược rất là vắn tắt là đối với này âu châu và các vùng ven biển à, địa trung hải thì như quý vị đã biết là giáo hội la mã đã thứ nhất là phát động các cuộc chiến gọi là thánh chiến đem quân đi nghĩa là xâm lấn những các nước lân cận để mà tiêu diệt người ta và giết hại không biết bao nhiêu là người và cướp của à, thứ hai á là thiết lập các tòa án dị giáo để uh, truy tố, truy lùng và truy tố và xử lý những cái người nào mà còn nghi ngờ họ là không tuyệt đối trung thành với giáo hoàng hay là không tuyệt đối tin tưởng vào cái tín lý Kitô uh, thưa quý vị cái tội ác đó đó không những là ở Âu Châu mà ở các nước uh, mà uh, giáo hội La Mã cấu kết với các đế quốc uh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp thì cũng gieo rắc những cái tội ác đối với lại các nhân dân thế giới ngoài lục địa Âu Châu như là ở Phi Châu ở Châu Mỹ Latin Tinh họ thi hành chính sách ở Phi Châu thì họ cưỡng bách các dân da đen bán địa đem đây bán thằng cho Mỹ Châu cái số người bị bán đó là lên đến nhiều triệu người hàng mấy chục triệu người rồi tại Mỹ Châu là La và ở Phi La Tân họ thi hành thi hành chính sách là theo đạo thì sống chống đạo thì chết nhưng mà đa số là dĩ nhiên người ta không có chống không có theo do đó họ thi hành chính sách diệt chủng và đến nỗi là tiêu diệt hết tất cả những cái di sản văn hóa cũng như công trình kiến trúc văn minh của họ quý vị có thể thấy rõ là ngày nay á tại châu mỹ là tinh cũng như phi là tân là cái ngôn ngữ của họ cũng không còn nữa thế thì nói về tội ác của giáo hội La Mã đối với lại Việt Nam thì bắt đầu từ năm 1533 đấy họ truyền giáo vào Việt Nam, khởi đầu sau đó thì cái ông à, vào thế kỷ thứ 17, tức là gần một thế nửa thế, một thế kỷ sau đó thì ông A à, lấy rằng được tốt đó, ông sang Việt Nam là chưa chi ông đã đây, miệt thị cái tôn giáo của Việt Nam, ông khinh rẻ cái dân tộc Việt Nam là mọi rợ dã man. Rồi ông ấy viết một cái cuốn sách dành hẳn cái chương 4 trong cái cuốn phép giảng 8 ngày để ông ấy nói xấu hạ nhục cái tôn giáo cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta, ta, Ông chửi ráo cả đạo Phật, chửi ráo cả đạo Khổng, chửi ráo cả cái đạo thờ cúng tổ tiên và cái đạo lão của chúng ta. Và ông ấy gọi chúng ta là cái dân mọi rợ, dân dã man. Đó thì nếu mà ngược lại, nếu mà chúng ta có một cái người nào mà đến uh, nước Ý hay là một nước nào đó ở Âu Châu mà chúng ta cũng nói giống như vậy đối với cái đạo giê -xu của ông ấy thì, uh, thì nghĩ như thế nào? đó là cái hành động uh, ngược ngạo sấp sược của họ là như vậy đó sau đó thì họ tiếp tục là họ vận động pháp uh, đối bốn lần để đem quân sang đánh chiếm việt nam và sau đó là họ còn vận động hoa kỳ để dùng cái sức mạnh của hoa kỳ và của các đồng minh của hoa kỳ là hiệp ước nato với lại sito để cưỡng chiếm miền nam việt nam biến miền nam thành một quốc gia riêng mưu đồ để cắt đất nước Việt Nam ta ra ra rồi gây ra không biết bao nhiêu tội ác trong cái thời gian mà Mỹ với Vatican thống trị miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 đến năm 1955. À thưa quý vị, thì qua những cái uh, lịch sử tóm tắt về Vatican này, gọi là Kitô giáo La Mã đó, thì đối với thế giới họ là tội đồ, đối với Việt Nam họ cũng là tội đồ. Trong uh, mấy kỳ rồi đó thì tôi thấy có một vài người à, theo đạo công giáo đó, họ nói đó là chuyện xưa rồi cái chuyện xưa đó nó chứng minh cho cái chuyện nay cái chuyện sắp tới bởi vì khi mà quý vị qua Việt Nam chúng tôi quý vị mà khi mà chúng quý vị dụ dỗ đó quý vị đâu có nói là quý vị muốn ăn cắp đất của chúng tôi đâu quý vị nói những điều tốt đẹp thì bây giờ cũng vậy quý vị sắp sửa quý vị làm nữa mà cả mấy ngàn năm nay chứ đâu phải là quý vị mới làm một hai chuyện đâu thành ra quý vị đừng có nói là ơ kể chuyện đó là chuyện xưa rồi chuyện xưa rồi nó bảo đảm cho những cái chuyện mà chúng tôi nghi ngờ quý vị vậy thì đối sách như thế nào chúng tôi không phải là ngồi đây kể tội mà chúng tôi muốn học một cái bài học từ những nước mà Kitô La Mã là đa số là là căn bản là Kitô giáo La Mã đã thống trị nước họ từ lâu như là Pháp Anh Mexico họ là đa số là cái tô la mã cả nhưng mà họ muốn tách biệt cái thần quyền ra khỏi cái thế quyền như thế nào đó và đối với những cái nước là mà cái tô la mã là thiểu số như chúng ta như uh, nga như trung hoa như nhật bản thì những nước đó làm sao ngăn ngừa cái thế lực thiên chúa giáo lấn vào cái thần quyền như thế nào thì hai cái điều đó tôi mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang trở lại để nói um, cho chúng ta biết để mà đưa ra những cái bài học thì cái phần còn lại là đối sách đó, đó là chính quyền uh, Việt Nam của mình uh, dựa theo những cái bài học của người ta và để đưa ra những cái đối sách cần thiết vì đây là cái hàng rào hàng rào an ninh của của uh, của đất nước Việt Nam đã bị xâm nhập nhiều lần rồi chứ không phải là lần đầu tiên. Do đó là quý vị nói là đừng có nói là tự do tôn giáo nữa. Ở đây như chúng tôi hồi nãy có phân biệt, đây không phải là một cái tôn giáo bởi vì nó trực thuộc quyền lực của Vatican là một cái quốc gia ở nước ngoài. Tất cả những tôn giáo trong nước đều đều có tự do tôn giáo như nhau. Riêng cái tôn giáo này nó không phải là tôn giáo thuần túy như chúng tôi nhắc lại lần nữa là vì nó có lý do chính trị, lý do đế quốc ở trong này. Do đó là cần phải có một cái đạo luật riêng. Và bây giờ thì nhắc lại là những cái đối sách mà những cái bài học từ thế giới, xin mời giáo sư Nguyễn Minh Quang. À, thưa quý vị, vừa rồi tôi đã nói về cái tội ác của giáo hội La Mã đối với lại nhân dân thế giới. Bây giờ tôi xin nói về cái phản ứng của các nhân dân nạn nhân của các dân tộc nạn nhân của giáo hội La Mã mà chúng ta sẽ theo đó mà làm bài học. Thì thí dụ như là cái phản ứng của các dân tộc mà đại đa số là người Kitô giáo thì bây giờ như là nước Anh có thể nói là họ chống lại Vatican, họ ly khai khỏi ra Vatican, họ thành lập một cái giáo hội riêng là Anh giáo, họ tịch thu toàn bộ tài sản của Giáo hội La Mã tại quốc gia Anh, rồi cuối cùng đến năm 1691 thì họ làm cái luật được không cho các người nào mà còn nhất Vatican là có là, là tôn giáo của họ, tức là Kitô La Mã thì không được lên cầm quyền ở nước Anh. Thế là kể như là cái sự quyền lực của Vatican kể từ đó cho đến ngày nay tức là không còn có quyền lực gì ở nước Anh cả. Thì tại nước Pháp năm vào cách mạng 1789 họ cũng tịch thu toàn bộ tài sản của Giáo hội La Mã rồi trừng trị những người nào mà bất tuân lệnh của cách mạng rồi làm cái Hiến trường dành riêng cho giới tu sĩ Công giáo là phải uh, tuyệt đối uh, trung thành với hiến pháp Pháp, uh, hiến pháp của nước Pháp và không được trung thành với uh, Giáo hội La Mã hay là Giáo hội à, Giáo hoàng La Mã nữa. Thế tại như Mẹ Đích Cơ và cuộc Cách mạng 1858 thì họ cũng làm cái luật tương tự như là của pháp tịch thu toàn bộ tài sản của Giáo hội La Mã, họ còn nghiêm ngặt hơn nữa là họ cấm không cho các giới tu sĩ được hành nghề giáo dục ở tại cái nước Mỹ Tây Cơ. Điều thứ hai nữa họ còn cấm không cho các giới tu sĩ mặc à, à, sắc phục tu sĩ ra ngoài nơi công cộng. Nghĩa là anh chỉ có cái giá trị và ở trong cái nơi thờ tự và mặc sắc phục của nơi thờ tự mà thôi. Đó. Thế thì đối với lại tất cả các nước như là à, Kitô La Mã làm thiểu số như là nước Nga, nước Nhật nước Trung Hoa thì nước Nga đấy họ làm cái luật uh, tôi nhớ là vào năm 1995 thì phải uh, cấm không cho uh, những nhà truyền giáo của Kitô La Mã và của Tin lành được hoạt động ở về uh, Nga. Nhưng mà trái lại họ để để cho hồi giáo, Phật giáo và Khổng giáo được tự do truyền đạo ở đất nước uh, nước Nga. Tại Nhật á thì quý vị biết là Nhật vào thế kỷ thứ 17 sau cái vụ mà các cậu À, những người Kitô giáo cấu kết với lại Bồ Đào Nha định đánh chiếm một phần đất của nước Nhật thì họ đã thi hành cái chính sách là họ tiêu diệt hoàn toàn và kể từ đó thì à, Kitô giáo không còn có đất sống ở đất Nhật nữa và nếu có người nào mà bây giờ thành Kitô giáo thì không còn có dám à, lấn lướt như là người Kitô giáo Việt Nam đối với đất nước của chúng ta. Ê, tại Trung Quốc thì ngày nay là quý vị đã biết rằng là người ta thành lập một cái giáo hội mà các uh, ông công uh, kỳ tô giáo Việt Nam gọi là quốc hội uh, giáo hội quốc doanh nghĩa là họ cắt đứt hẳn liên lạc với lại Vatican không có liên lạc với Vatican và Vatican muốn có cái điều gì thì phải qua cái chính quyền của Trung Quốc rồi mới được làm thế thì tại Trung Quốc thì chính quyền Trung Quốc hiện nay đó người ta không công nhận cái uh, giáo hội Kitô tô giáo mà còn lệ thuộc vào giáo trường Vatican mà họ chỉ công nhận cái giáo hội quốc doanh cái người công giáo việt nam thì gọi là hội giáo hội quốc doanh nhưng mà họ nói là giáo hội của nhà nước hay là cái giáo hội công kỳ đồ giáo ở trung quốc không còn có liên hệ với giáo triều qua đi căng nữa và mọi việc bổ nhiệm các chức sắc như là linh mục giáo mục là phải qua cái chính quyền trung quốc có đồng ý thì mới được nhưng mà tại việt nam á thì chúng ta chưa thi hành được những cái luật như là các nước anh nước pháp nước mỹ tây cơ mà cũng chưa thi hành được những cái luật như là ở nước nga ở nước nhật và nước trung hoa vậy thì chúng tôi thiết tha thỉnh cầu chính quyền việt nam hãy theo những cái bài học này để làm những cái luật mà ngăn cấm à, những người của giáo hội la mã và giáo triều vatican không còn có cơ hội nào để lấn lướt để gây loạn ở đất nước việt nam chúng ta nên nhớ rằng các viên chức hay là các quan chức gọi là tu sĩ công giáo đó tu sĩ Kitô tô đó là linh mục giám mục đó họ là người mang quốc tịch việt vatican họ là quan chức của giáo triều vatican tức là quốc gia vatican là một quốc gia cựu thù của dân tộc việt nam mà ngày nay họ sống ở đất nước việt nam mà lại khoa môi múa miếp để mà chửi bới hạ nhục cái chính quyền việt nam như các ông giám mục uh, uh, ngô quang kiệt giám mục nguyễn thái hợp À, linh mục uh, Nguyễn Ngọc Nam Phong, linh mục Đặng Hữu Nam, linh mục Đinh Hữu Thoại, linh mục uh, Nguyễn Duy Tân linh mục Nguyễn Đình Thục, vân vân. Thì cái điều đó là không thể được, họ vi phạm luật đất nước. Giả thử như một người công dân Việt Nam mà ăn nói thiếu lễ độ và vi phạm chống chính quyền như vậy, thì liệu uh, pháp luật chúng mình có tha không? Mà tại sao những cái người như vậy có chức sắc có uy quyền đối với lại một nhóm giáo dân như vậy có hại cho đất nước như vậy mà chúng ta lại không xử lý công bằng giống như là xử lý những người công dân việt nam thường mà chính cái bất công đó làm cho cái bọn à, à, chức sắc của khi tô giáo với lại bọn quân chiên cuồng tín khi tô giáo nó được lên nước và nó càng lấn lướt nó càng có những cái hành động sắc sược ngược ngạo như chúng ta đã thấy vậy thì tôi thỉnh cầu thiết tha thỉnh cầu chính quyền việt nam phải có cái chính sách mạnh biện pháp mạnh đối phó với những cái người nhân danh tôn giáo để chống phá đất nước việt nam chúng ta mà trong quá khứ thì cái tôn giáo này nó đã hại đất nước chúng ta như thế nào lịch sử đã nói rõ à, bây giờ tuy là đã trễ nhưng lại còn vẫn còn tốt hơn và tôi cũng thiết tha thỉnh cầu chính quyền hãy có một cái chương trình về sự học nói rõ cái tội ác của giáo hội là mã à? để cho nhân dân nhìn thấy cái giáo hội La Mã này không phải là tôn giáo mà nó thứ tội đồ của đất nước nó xấu xa lắm nó ghê tởm lắm mà cái muốn làm được như vậy thì phổ biến chính quyền phải đứng ra in những cái cuốn sách mà người ta nói về cái tội áo giác giáo hội La Mã mà nói là nó có sách mách có chứng chứ không phải là nói gian nói dối gì cả không nói lên sự thật của lịch sử là một cái hành động yêu nước chứ không phải là hành động tội đồ Vậy thì tôi thiết tha chính quyền Việt Nam bây giờ phải thay đổi chính sách giáo dục Tức là phải tăng cái số giờ dạy sử lên là 5 giờ giống như Hoa Kỳ đang làm Và coi cái môn sử học nó là một cái môn chính giống như các môn uh, chính như là Việt Văn, Toán, Lý Hóa Trước khi nó thay đổi cái lịch sử của mình, nó cứ lấn lướt dần dần Hiện bây giờ thì theo tôi biết là người ta có ý định là bỏ cái môn lịch sử ở cấp 3 Tức là từ lớp 10 trở lên làm như vậy thì gián tiếp mình đã làm giống như giáo hội La Mã đã cấm không cho uh, học sinh Việt Nam học lịch sử trong cái thời của Ngô Đình Diệm năm 1954, năm 75 Như vậy là vô hình chung cái chính quyền mà thi hành cái chính sách giáo dục mà không cho học sử ở cấp 3 hiện nay đã làm đúng theo cái mong ước của giáo hội La Mã không biết rằng cái bàn tay giáo hội La Mã nó có thò vào đấy thì không thì tôi hoàn toàn không biết nhưng mà cứ làm như vậy thì nó giống như là chính sách của giáo hội La Mã đã làm trong năm 1954 75 cấm vùng cho học sử thế giới và kiểm soát chặt chẽ cái môn học lịch sử thành ra cái những cái người mà tiếp nhận cái sở học của miền Nam Việt Nam trong những năm năm 1954 đến năm 75 đó như là các ông tiến sĩ à, à, giáo sư đại học, luật sư, rồi bác sĩ nhưng mà khi mà tôi nói đến những cái điều sai trái của họ thì họ đều bí không có thể nào đã trả lời được tôi cả. đến đây thì tôi xin nhận lời lại cho ban biên tập. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ trở lại với cái cái bản tin của trường công giáo quảng cáo, họ nói rằng à, trường mang tinh thần công giáo, à, vậy thì chúng tôi xin Giải mã tinh thần công giáo và lương tâm công giáo là gì? Không phải là do chúng tôi mà là căn cứ vào chính giáo hội công giáo đã đã nói đã làm. Muốn biết cái tinh thần công giáo như thế nào thì chúng ta cần tìm hiểu chủ trương trong cái chính sách giáo dục của Giáo hội La Mã. Thì chính cái giáo sư Lý Chánh Trung ngày xưa cũng là à, một giáo dân. Ông ấy nói rõ như sau: Giáo hội cần có một nền giáo dục công giáo độc lập như một môi trường thiết yếu không những để truyền bá giáo lý mà còn để đào tạo thanh thiếu niên theo tinh thần công giáo. Chính sách giáo dục của Giáo hội La Mã đào tạo thanh thiếu niên theo tinh thần công giáo được linh mục Nguyễn Bá Thông nói rõ như sau. Thật ra đó, cái câu mà của linh mục Nguyễn Bá Thông nói ra đó thì chính người công giáo nghe cũng phản cảm lắm. Nhưng mà họ chỉ phản cảm là vì ông ấy nói quá thật, quá đúng dựa theo cái tinh thần của trong Phúc Âm. Ông ấy nói rằng ông Linh mục Nguyễn Quá Thông nói rằng đạo Công giáo dạy rằng chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, đạo Công giáo không dạy chúng ta sống tốt. Đấy, giáo lý Công giáo dạy chúng ta chỉ tìm hiểu Chúa để gặp Chúa, để phục vụ Chúa, để thờ Chúa rồi khi chết để trở về với Chúa. Đó là ông ông Linh mục trích ngay thẳng từ cái phúc âm Thánh Doan chương 17 câu 3 đó Vậy thì vậy thì à, cho quý vị hiểu cái tinh thần công giáo là như thế nào Đấy. rồi à, chúng ta cũng nên biết cái lương tâm công giáo là như thế nào nữa họ hay thường nói lương tâm công giáo mà quý vị ở bên ngoài quý vị không hiểu quý vị nghe chữ lương tâm là nó tốt đẹp lắm nhưng mà quý vị không hiểu tại sao họ phải nói là lương tâm công giáo cơ nó khác với lương tâm của người thường nó khác như thế nào xin quý vị nghe Linh mục Nguyễn Hữu Thi Trên cái trang nhà trung tâm học vấn Đa Minh Có lần ông định nghĩa cái lương tâm Theo quan điểm của giáo hội công giáo như sau Và ông đăng trên cái cái trang nhà Thì chúng tôi chép xuống Nhưng mà sau này thì cái trang nhà đó Cái cái phần mà chúng tôi chép xuống Nó lại đổi đi đâu mất Hay là ông xóa mất thì không biết Sau khi mà chúng tôi đọc cái, cái phần đó lên thì sau đó thì trở lại cái cái link đó thì nó biến mất. À, nhưng mà chúng tôi đã copy xuống à, cái lần đó như sau, ông nó viết như thế này. Ông uh, Linh Mục Nguyễn Hữu Thi nhé. Lương tâm là phản ảnh thánh ý Thiên Chúa, lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa và lương tâm chịu sự điều và chi phối của Thiên Chúa. Chắc là điều tiết và chi phối của Thiên Chúa, nguồn mạnh của chân thiện mỹ tuyệt đối chứ không phải của con người đây Chúng tôi nói là đâu có sai đâu Cái lương tâm của con cháu không phải là lương tâm của con người hay là cái lương tâm làm sao mà phản ảnh thánh ý chúa Mà thánh ý chúa là là ở đâu Chúa có nói không Thánh ý chúa là do mấy ông có nói Mấy ông có muốn gì đó là đó là thánh ý chúa đấy Rồi Thánh ý chúa Mà chúa thì ở đâu Ngoài cái tiếng nói của Linh Mục ra Chúng ta còn phải dựa vào sách vở Sách vở ghi lại những thánh ý chúa ở đâu Ở trong cựu ước và tân ước đấy chúng ta nghe vài cái thánh ý chúa trong cựu ước nhé thánh ý chúa trong phục truyền lực lệ ký đây phải vầm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của kẻ ngoại đạo phá bỏ tất cả những ông thần mà họ thờ cái này là là chương 12 phục truyền luật lễ ký đấy rồi thánh ý chúa ở trong thi thiên à, 137 Câu 9 Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Babylon Mà đập vào đá cho chết Thánh ý chúa đó trong cựu ước đấy Thánh ý chúa nữa đây Thánh ý chúa trong kinh Samuel 15 Câu 2 và câu 3 Hãy đánh dân Amalek Và phải giết mọi súc vật của chúng Nam nữ giết hết con trẻ còn bú cũng giết, bò chiên, lạc đà phải giết hết. Quý vị kiểm tra lại, trong những cái cuốn sách mà tôi đọc không có một lời nào gian dối đó là những thánh ý chúa đó còn nhiều lắm thánh ý chúa trong cái dân số ký chương 31 mà cái này là chỉ tổ, tóm lược thôi quý vị đọc hết cái chương 31 nó hơi dài tóm lược là chúa trời chỉ đạo cho ông mai sen tức là ông moses đó mộ binh chống cái dân ma đi ăn quân của mai sen cướp vàng bạc kim loại bắt hàng trăm ngàn gia súc của dân Madian đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ thì giết sạch hết. Nhưng chừa lại 32 ngàn cô gái còn trinh thì bắt về làm quà cho cho lính ra trận. Và lính ra trận cũng đông lắm. Nhưng mà Chúa dặn ông Mai Sen phải còn nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh. Tức là 32 ngàn cô gái thì chia cho các lính nhưng mà chừa lại 32 cô riêng cho ông Chúa. Ông Chúa đó là ông Chúa Jehovah ở trong cửa ước. Thánh ý Chúa đấy. Thánh ý Chúa trong cái sách Leviticus đoạn 21 câu 1 như thế này. Các ngươi không được tạo ra những hình tượng nào để sùng bái cho chính các ngươi các ngươi cũng không được khắc chạm một hình ảnh nào hay dựng lên một cột trụ thiên liêng nào để nâng cao cho chính các ngươi ở trong vùng các ngươi cư ngụ các ngươi cũng không được dựng nên một hòn đá nào có khắc chạm để cúi đầu nghiêng mình trước nó vì rằng ta là thượng đế của các ngươi thánh đi chúa đấy nhưng câu 14 nhưng nếu các ngươi không nghe lời ta không tuân hành những lời răng giải này thì chưa chưa có thì và nếu các ngươi khinh thường những quy luật của ta hay nếu linh hồn của các ngươi khinh ghét những lời phán xét của ta cho nên các ngươi không thực thi tất cả những lời răng giải của ta và không tuân hành quy ước của ta thì thì gì đây ta sẽ gây ra những tai họa dưới đây cho các ngươi ta sẽ đem lại cho các ngươi những gì khủng khiếp nhất những bệnh tật tàn phá các ngươi dịch sốt rét sẽ hủy hoại những trồng mắt của các ngươi và nhiều cảnh đau buồn khác nữa những hạt giống mà các ngươi gieo xuống đất sẽ không nảy mầm được nữa vì rằng kẻ thù của các ngươi sẽ ăn mất đi hết những hạt giống đó đó tinh thần công giáo đấy lương tâm công giáo đó thánh ý chúa chứ thánh ý chúa đó bởi vì lương tâm công giáo là phải làm đẹp thánh ý chúa mà thánh ý chúa là nãy giờ quý vị nghe đó còn nữa ta sẽ nhìn thẳng vào mặt các ngươi và các ngươi sẽ bị thảm bại trước kẻ thù những người nào thù ghét các ngươi sẽ đè đầu cởi cổ các ngươi và các ngươi sẽ phải chạy trốn cả những khi không có người nào đuổi bắt các ngươi, đấy là cái tội là khắc cái cục đá hay là để tên người khác. Trường Quốc tế Công giáo Marianapolis biên hòa campus sẽ dạy cho quý vị những cái thánh ý Chúa như vậy, những cái lương tâm Công giáo như vậy, những cái tinh thần Công giáo là như thế đó. Cái này chỉ là một phần ngàn, một phần triệu trong những cái gì mà cũ ước và Tân ước. Bây giờ nghe tân ước nha Quý vị đừng có đổ thừa cái đó là là cứu ước Mà cứu ước quý vị cũng phải có cứu ước Rồi mới có tân ước Đây là tân ước này Matthew tức là người chép sử sau Chúa ra đời thì nó gọi là tân ước à, Thánh Matthew à, Đoạn 10 câu 34 Tới sáu Ta đến đây không phải mang bình an cho thế gian Mà đem gươm giáo Ta đến để chia rẽ con trai với cha Con gái với mẹ con dâu với mẹ chồng và họ sẽ có kẻ thù là người trong nhà. Đấy, thánh ý Chúa đấy, tinh thần công giáo đấy, lương tâm công giáo đấy. Rồi đó là bên trong sách vở, còn ở ngoài thực tế cụ thể là ngày 8 tháng Giêng 1454 tức là thế kỷ thứ 15 đó, hồi đó Đức Giáo hoàng Nicola năm vào thế kỷ ông sinh ra vào thế kỷ thứ 15 ban hành sắc chỉ Romanus Pontifex theo quyền lực Chúa, ban quyền lực cho tòa thánh. Đức giáo hoàng ban cho triều đình Lisbon là tức là Bồ Đào Nha đó, toàn quyền tự do xâm lăng, chinh phục, chiến đấu, đánh giặc và khuất phục tất cả các quân Saracen tức là bên người Ả Rập và các dân ngoại đạo, tức là như là như là Việt Nam mình đó và các kẻ thù khác của giáo hội gặp bất cứ nơi nào được toàn quyền bất chiếm cứ bất cứ ai Kẻ thù khác của giáo hội là bây giờ quý vị thấy, hãy cái thời đại nào đó, là giáo hội có kẻ thù nào đó thì cái cái họ đem cái này áp dụng vào cho kẻ thù đó. Thí dụ như thời cộng sản sau này thì giáo hội xem cộng sản là kẻ thù đó, thì họ đối xử như thế đó. Các các kẻ thù khác của giáo hội gặp bất cứ nơi nào được toàn quyền chiếm cứ tất cả các vương quốc lãnh địa vương hầu đất đô hộ và tài sản của chúng toàn quyền chiếm đoạt tất cả của nỗi của chìm của chúng và bắt tất cả chúng nó làm nô lệ vĩnh viễn, viễn. Thưa quý vị tôi nhắc lại đây không phải là vấn đề tự do tôn giáo. Tôi đọc cái kinh của quý vị đây này. Tôi không có cái gì mà gọi là nói cái gì mà gian xảo cả. Tôi đọc kinh của quý vị đấy. Quý vị nào nói tôi chống tôn giáo hay là chia rẽ tôn giáo xin trả lời. Cái câu này có phải tôi bị hay không? Để có thế lực được tín hữu Kitô phục vụ Chúa và làm theo ý Chúa. Cho nên chủ trương trong chính sách đào tạo thanh thiếu niên theo tinh thần công giáo của giáo hội La Mã là phải biến cái dân hiền lành vô tội thành những tên sát nhân cuồng nhiệt. Tôi nói có sai không? Có quan hay không? Đây là hàng rào an ninh của tổ quốc. Không phải là vấn đề tự do tôn giáo ở đây. Kính thưa quý vị, chính sách đào tạo thanh thiếu niên theo tinh thần công giáo bằng những lời giáo quân bất lương, cực kỳ gian manh, cực kỳ thâm độc và vô cùng đểu cán như trên đã làm cho tập thể con chiên nói riêng và những người ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 đến 1975 tiếp nhận sở học qua chính sách của ngụy quyền Sài Gòn thời ông Diệm ông Thiệu trong những năm này trở thành những hạng người dốt nát về quốc sử lịch sử thế giới và giáo hội La Mã không biết gì về tình tự dân tộc cực kỳ thiển cận rất yếu kém về kiến thức tổng quát đấy cái này hồi nãy giáo sư Nguyễn minh Quang đã có nói qua rồi và rất là bức xúc vì nghe được quý vị xem nhẹ cái vấn đề lịch sử Hôm nào chúng tôi sẽ làm một cái clip riêng về phản ứng về vấn đề lịch sử bị coi nhẹ ở Việt Nam. Những cái thái độ đó làm cho tín đồ càng ngày càng lú lẫn, không còn có thể phân biệt khác nhau đúng sai, phải trái, thuận lý nghịch lý gì cả. Và những cái hành động yêu nước và hành động phản quốc họ cũng không có phân biệt được. Họ đi theo người nước ngoài, họ bắt chước người nước ngoài, họ hãnh diện vì bắt chước người nước ngoài và họ khinh thường những cái giá trị tốt đẹp của người trong nước thì gọi là không có phân biệt tốt xấu đúng sai lại cái chỗ đó nói mà nói cho hết ra đó thì cứ lặp lại những cái vấn đề mà quý vị sẽ không nghe nổi nạn ấu dâm ở trong cái giáo hội rồi những cái nhà trường nhắc lại ở đây là những cái nhà nội trú những cái trường nội trú ở canada mới có xảy ra năm ngoái mà ở việt nam tại sao người ta không cho quý vị biết những cái vấn đề đó thì chúng tôi cho quý vị biết, chúng tôi cho nói cho người dân biết với nhau. Những cái nhà trẻ mà uh, do giáo hội công giáo, do các bà sơ đó, các bà sơ đối với mình thì mình nghĩ là cái người hiền lành, uh, tử tế. Nhưng mà không ngờ họ là những cái người rất là ác, đập, ác độc. Vì họ muốn nhồi sọ họ muốn uh, lột bỏ những cái truyền thống của uh, của người dân bản xứ họ muốn lột bỏ ngôn ngữ họ có những cái lối dạy khắc nghiệt đứa nào không nói được cái tiếng của họ ngày xưa ở Canada dân thổ dân bắt học phải phải nói tiếng Anh hay là tiếng Pháp gì đó nói không được là họ bắt quỳ gối họ phạt trừng phạt và có đứa không chịu nổi những cái hình phạt không phải là đánh đòn không họ có những cái hình phạt rất là ghê tởm mà chúng tôi có dịch lại một cái bài của người ta tường thuật cái tựa đề là những bóng ma trong nhà trẻ San Josep của công giáo La Mã. Chúng tôi đã nhìn thấy các nữ tu giết các trẻ em. Cái loạt bài đó chúng tôi dịch còn chưa có xong, nhưng mà đã đăng được 4 năm kỳ rồi. Quý vị hãy đón xem trên cái mạng sách hiếm.net. Tới đây, thực ra cái, sự bức xúc đã đem cho chúng tôi đến một cái cái kết luận cho cái loạt video này để cảnh báo cho mọi người biết nếu quý vị không có cái cơ hội để tham khảo những cái tài liệu lịch sử về cái cái bàn tay về cái sự tham lam của cái giáo hội của cái thế lực này thì xin quý vị cũng nghe chúng tôi chứng minh qua ba cái clip vừa rồi với cái tấm lòng tha thiết nhiệt tình và thật sự là âu lo cho cái tương lai của nước nhà tương lai của đàn trẻ phải nghe những cái lời rù quến, dụ dỗ của quý vị ngôi trường dành cho nhà lãnh đạo tương lai quý vị dụ dỗ con em của chúng tôi thì chúng tôi rất là lo cho cái tương lai của đất nước mình dạ xin kính chào quý vị